Anh em quan tâm súp thì có mấy cái quả súp anh em này. Súp này là JBL ha, JBL mã của nó là 135. 135. 135 có một em này, 125 có một em. Đây ha, súp này súp JBL ha. Này gọi là của trầm này đúng hơn. Trầm 135. À, trầm. Mã số này. Trầm 135. Điện 120V 200W. Trầm. Của trầm này có vệ tinh ao. Một quả. Quả 125 này, quả 125 này 125 thiết kế phía sau nó hơi khác một tí hơn. Đó. Sẽ xịn của nó ha. Xịn của nó ha. Cái dây nguồn tầng 125 này nhỏ hơn cái dây nguồn 135 một xíu. Cái này có một quả súp kiểu như thế này, cắt các kiểu. Đấy. Này nguồn này còn rời. Này nhắc điện 120. Này điện này. Dòng điện của nó là ồ. Chơi được đa dòng điện luôn. 120, 220 luôn này. Đấy. Gạt công tắc đây. Chơi được điện 120, 220. Rồi. Quả súp trồng này không đấy ạ. Đây quả súp này là 125 luôn ha. Có nghĩa là một 125 này có hai quả ha. Đây một quả này. Đây một quả này. Còn 135 này có một quả đây. Súp thì hiện tại chỉ có chừng đó thôi. Vậy 135 125 có 145 luôn ha. Đây, quả này quả 145 anh em. Đây này, 145 ha. 135 có một em ha. 135, 125, 145. Này tận nhiệt lắm. Nhìn quá ngon. Anh em có nhu cầu liên lạc 0981 22 9900 ha. Số điện thoại cũng là số Zalo luôn 0981 22 9900. Cảm ơn anh em đã xem video ha.